Rồi, hôm nay chúng ta sẽ giúp đánh giá thuế động vào buổi thứ hai nha. Hôm vừa rồi thì mình cũng mới gọi là đưa ra được một số cái định giá lý thuyết thôi, và cũng mổ xẻ được cái trang đầu của bên cái thông điệp của chủ tịch, đúng không? Anh Tài đưa ra. Thì bây giờ thì hiện tại vừa rồi thì mình đã đến đây rồi, đúng không? Ở đây thì mình sẽ kiểm tra tiếp nha, xem còn cái gì không. Vào đây 400 là tính 5 cửa hàng này, mô hình cửa hàng lớn là 300 mét vuông này. Và bây giờ cửa hàng thì sẽ phải ở trục lớn thôi, chứ không phải là gần nhà nữa, đúng không? Mà thậm chí là đặt ở chợ truyền thống luôn. Và ở đây thì cửa hàng chuẩn ở đây là tỷ 2 của cửa hàng, đúng không? Và theo như họ nói thì họ đã gọi là hóa vốn, đúng không? Cái điểm này là hóa vốn EBITDA, là lợi nhuận trước thuế tại cửa hàng vào tháng 12 2018. Tất nhiên đây là còn chưa tính đến cái trung tâm phân phối, à, hôm nào mình đọc thì có nói là mới ở tại cửa hàng thôi, như thế cũng là ok rồi. Đây thì rồi thì ông cái cậu này thì được bổ nhiệm làm giám đốc, đúng không? Giám đốc của cái Thế Động và Điện Máy Xanh. Rồi đây thì thay giám đốc bằng người trẻ. Ở đây thì rồi đúng không, hai chuỗi là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Thế còn ông Trần Kinh Doanh, đúng không, trước là tổng đốc của hai chuỗi kia thì bây giờ chuyển sang là dẫn dắt Bách Hóa Xanh. Rồi, cái xanh nhé. Rồi. Rồi bây giờ mục tiêu của họ là cho năm 2018 đây, đúng không? 2018 đây. Mục tiêu nó có ghi không? Không ghi. Rồi, kế hoạch. Trong này của đông này kế hoạch của 29, đúng không? Rồi 108.000 tỷ và lợi nhuận là 3.500. Thế thì cảm giác ở đây là doanh thu chưa chắc đạt được, bởi vì theo như thông tin lúc nọ mình nhìn được ở đây thì là có 11 tháng cách đây ít bữa. Đây. Bây giờ cái okay, của 29. Thế còn thực hiện 11 của 29. Còn là 11 tháng, đúng không? 19. Đây là 93 086 và lợi nhuận đây là 3542. Lợi nhuận thì đã đạt ok rồi, đúng không? Thì còn có doanh thu là cách đến tận 15.000 tỷ cơ, đúng không? Tương đương với khoảng khoảng 16-17% mà cảm thấy là rất là xa, đúng không? Rất khó đạt được. Rồi như vậy là khó khăn đấy. Thế còn kế hoạch của 2020 đúng không, theo như nhân tiện này còn đi của 22 45 và 48 35. Như vậy là nếu mấy em nữa mà họ chỉ hoàn thành được khoảng khoảng 102 thôi, 101 thôi, thì có nghĩa là vẫn cố gắng là đẩy được doanh thu lên tăng 20%, đúng không? Còn lợi nhuận thì
Chắc là khoảng 3.800 rồi. Sau hết năm 19 này khoảng 3.800 thì bên 4.800 cũng khoảng 20%. Nhưng mà như vậy là họ muốn đặt là tăng khoảng 20%. Cũng là tốt. Nhưng mà nói chung là doanh thu năm ngoái là khả năng cao, là 2019 là lần đầu tiên họ đặt kế hoạch là không thành công. Là đây là cái rất là đáng chú ý. Rồi, như vậy là họ muốn là tối ưu hóa đúng không? Ở trên này thì đã nói rồi. Bằng cách là thay đổi cách trưng bày, gọi là trồng tầng thôi. Mảng điện máy thì vẫn cố gắng là sẽ là chủ lực đúng không? Điện máy xanh vẫn là chủ lực. Rồi, vậy là mục tiêu là thị phần là mục tiêu đúng không? 19 là thị phần lên 40%. Còn theo như hôm nọ thì mình nhìn đây là cuối 28 là 35, nhưng mà họ vẫn đang cố gắng đẩy lên. Và dự kiến thôi cuối 29 thì họ sẽ có khoảng tầm 1.900 cửa hàng đúng không? Là thế giới di động và thế giới hình như là đến giờ là đạt được rồi thì phải. Mình kiểm tra chút nữa. Rồi đến đây đây. Rồi như vậy là đây rồi, thì điểm bên xanh là có 908, nhưng mà đến hết tháng 11 là 908, nhưng mà khả năng là hết năm 2019 này là 2.9 vừa rồi là hoàn toàn có thể hơn ngàn rồi. Thế còn bên thế động chắc là cũng khoảng tầm như thế. Để cho chắc chắn thì mình sẽ vào từ điểm bên xanh nhé. Rồi đây nó lên 1.028 rồi, như vậy là cái này đã đạt 1.000 rồi. Như vậy thế giới di động chắc cũng phải tầm như thế nữa. À, cái này chắc là kết hợp của hai chuỗi. Bán cả điện máy lẫn di động 2.000 rồi, như vậy là đã về cơ bản là vô tiêu chuẩn đấy, đúng không? Mặc dù là đây qua đây sau khoảng nửa tháng rồi, như vậy chắc 1.900 chắc chắn là đạt rồi. Đấy, cái này là ok. À. Muốn dự kiến là doanh thu sẽ gấp đôi với dự kiến là 700 cửa hàng hoạt động vào cuối năm 2019. Nhưng mà theo như mình đang nhìn thấy ở đây thì không phải là 700 nữa mà là 1.000 đúng không? Vậy là giữa kế hoạch và thực hiện nó cũng cũng nhiều cái thứ nó khác nhau. Rồi đến giờ là 1.041 rồi, như vậy chắc khả năng hết năm 19 là 1.000. Ở đây thì họ kế hoạch ở đây là chỉ có 1% thôi, đúng không? Đầu năm vừa rồi thì quay quả xanh đang khoảng tầm 405, đúng không? Thì họ muốn kế hoạch của 29 là sẽ lên khoảng tầm 700 GA. Và thực tế thế là 1.000, khá hẳn đấy đúng không? Như vậy là có thể là tự tin trong mô hình bắt đầu mới mở nhanh. Bây giờ cái gì đây, năm nền móng gì đấy rồi dự kiến vào cuối cùng của 2019 thì Bách Xanh sẽ có lần trực tiếp, tức là đã bù đắp
được hoàn toàn tất cả các chi phí hoạt động tại cửa hàng và các trung tâm phân phối, nhưng chưa bao gồm các chi phí quản lý cấp độ, tức là bù lỗ nốt cả trung tâm phân phối. Đúng không? Như vậy là một là EBIT, là EBITDA là dương đấy. Rồi ở đây thì muốn cải thiện biên lãi này bằng cái cách là làm việc với các cái nhà tiêu doanh để có cái giá mua rẻ hơn, chính sách khuyến mại cho khách hàng hấp dẫn hơn và triển khai các chương trình marketing tốt hơn, rà soát quy trình xử lý và tăng hậu tăng tăng các cái khâu của khâu trong chuỗi cung ứng hàng từ hàng tươi sống. Rồi mục tiêu ở đây là Bách Hóa Xanh sẽ là thống lĩnh thị trường bán lẻ online thực phẩm và cửa hàng thì đây đúng không, đồ tiêu dùng nhanh trong tương lai. Rồi như vậy là mục tiêu là rất lớn, hy vọng là làm được mục tiêu đúng không. Mục tiêu khác ở đây là thống lĩnh thị trường bán lẻ online thực phẩm, rồi rất là cao cả và hàng tiêu dùng nhanh. Rồi. Hy vọng là làm tốt. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thử nhá. Cuối năm 18 vừa rồi thì có 405 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 750 cửa hàng xanh và 1032 thế giới di động. Rồi. Đây là cuối của 28 đúng không? Ở đây thì có xanh thì có 405 cái. 700 cái và thế giới di động là có 1032, đơn giản là như thế. Rồi đây là số nhân viên, đây có 4.000 người, đây là vào 12 và 28 đúng không, 12 và 28. Rồi chúng ta bắt đầu thử nha. Còn những cái gì nữa? Doanh thu đây là 86.000 tỷ. 6. Đấy, đúng không? 2 là đúng không? Những cái thứ quan trọng nhất của họ đúng không? Nhà bán lẻ số 1. Bây giờ thì chắc còn thế thôi. Rồi tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi đúng không? Cái này phiền phiền đi. Nói chung là trên bề mặt thì mình thấy là cái dịch vụ của bên coi là khá tốt, tiếng cũng tốt, cái này thì sẽ là ưu điểm. Nói chung là vì bản thân là muốn bán ở giá cao thì bạn phải có chất lượng tốt thì bạn vẫn hút được những phân khúc khách mà người ta cần sự phục vụ tốt, nên là Thế Đồng đã đáp ứng được cái yêu cầu này. Vì trong phân phối thì gần như là khác biệt về sản phẩm là không có, bởi vì gần như là tất cả các hãng thì cũng người ta cũng mua những cái của những cái sản xuất đấy thôi, sau đó thì ta phân phối lại cho người tiêu dùng, cho nên là thực ra là khác biệt lớn nhất ở đây phải là phải ở trải nghiệm dịch vụ. Rồi tất nhiên là trong quá khứ thì doanh thu lợi nhuận của ông này thì ok rồi, đúng không? 15 rồi 25 rồi 44 rồi 66 rồi 86. Đi kỹ là thấy mỗi năm tăng khoảng 20, nhưng mà tất nhiên là phần trăm càng về sau càng giảm, bởi vì cái gốc lớn hơn, còn lợi nhuận thì ok rồi. Doanh thu bán hàng online đây, nhưng có cái như năm nay cái này không tốt, về đến giờ này thì 11 tháng được khoảng tầm 11.800, nếu mà nốt năm nữa thì chắc là lên được khoảng tầm 13.000 là cùng, đúng không? Còn trong khi năm ngoái là hôm qua đây 12.300, như vậy là cũng nếu hôm nay mà được 13.000 thì chả tăng được bao nhiêu, như vậy là vấn đề đây là doanh thu online đúng không, 29 tăng chậm, đây là một vấn đề, bởi vì ảnh hưởng và một trong những ảnh hưởng lớn nhất của Thế Động trong tương lai chính là cái việc mà bán hàng online, các cái chuỗi thương mại điện tử người ta sẽ
các cái hãng thương mại tử người ta sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Cho nên là một hãng mà chuyên mở vật lý như Thế Động thì cũng cần phải tăng này lên để có những cái phản ứng phù hợp. Rồi mình xem thử tiếp nhá.